Kèo thơm rồi mọi người ạ. Mình mãi mới có thể lấy được cái con ốc này ra này, xong thành công rồi các bạn nhá. Đây là kèo thơm rồi đây mọi người này. Bóc hẳn ra trần tình cho mọi người xem luôn này. Đây nhá cái. Ok, xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ khui cái thùng hàng mình mua được của một anh thợ. Anh gửi về cho mình một con iPhone X. Mình mua của thợ các bạn nhá. Một con iPhone X mà chỉ có 1,7 triệu thôi con ạ. Thì mình sẽ khui ra xem mà con iPhone X 1,7 triệu này sẽ như thế nào. Thì anh này anh bảo là anh mua 1,5 triệu và anh để lại cho mình 1,7 triệu. Mình ok đồng ý. Mình sẽ khui ra rồi cho mọi người xem nhá. Xem là nó như thế nào. iPhone X 1,7 triệu nghe nó hơi gì gì đúng không các bạn? Tất nhiên là vì sao nó có giá 1,7 triệu, nó phải có nguyên nhân mới có giá 1,7 triệu chứ. Bỗng dưng 1,7 triệu nó mà lại còn mua của thợ, người ta có phải bị làm sao đâu. Bây giờ mình sẽ kiểm tra, ok thì mình sẽ chuyển tiền giả anh ấy nhá. Con hàng nó 1,7 triệu nghe mà cũng rất là buồn cười đúng không ạ? Nhưng mà là iPhone X thật, iPhone X tàu đây, tàu thì mình không mua rồi, cầm thế này biết iPhone X thật rồi, xịn rồi. Ok, sọc màn các bạn nhé, iPhone X sọc màn. Và con này thì thật ra là đây vỡ kính sau nữa này, sọc màn này. Và con này mình được biết là con này của anh ý còn là máy bay bát, tức là không dùng được sim nhá. Con này không dùng được sim các bạn ạ. 1,7 triệu hỏng màn, không dùng sim. Mà anh gửi cho mình không tắt nguồn nhỉ? À anh bảo là không tắt được nguồn. Ờ mình nhớ rồi, anh bảo là không tắt được nguồn vì cái màn nó hỏng. Tức là mình mua về mình phải thay màn. Và thì đây, mình cũng đã mua một cái màn này nhá. Mình mua một cái màn iPhone X rồi đây. Đấy, màn LCD đây, LCD đấy nhá. Cái là màn này thì mình mua về, nếu ai có nhu cầu thay cái màn này thì mình thay cho mọi người giá 1,5 triệu nhá. 1,5 triệu. Tôi lấy cho cậu một con iPhone X rồi đây. À bây giờ mình sẽ tháo ra mình thay luôn cho mọi người. Tiền đâu anh nhỉ? Tiền đó. Hình như dưới đây thôi. Đây là. Ừ, X màu đen ấy. Mọi người đợi mình một xíu nhá. Mình sẽ tháo ra cho mọi người. 1,7 triệu một con này, máy bay bát. Còn cái màn này mình mua vào 1,3 triệu rồi. Đấy, ai muốn nhu cầu thay thì mình sẽ thay 1,5 triệu. Qua rồi. Nào con này vào 3 triệu. Sao không xoáy được ốc chứ? Ốc không xoáy được luôn các bạn ạ. Từ xem nào. Gãy nó chót ốc rồi mọi người ạ. Thực ra cái màn này xác định bỏ luôn rồi mà. Màn này xác định bỏ mà. Không tính, cho nên là gãy ốc hay không thì mình cũng không tính nhá. Đấy. Rồi mình bật cái đèn lên cho sáng nhá. Đấy. Đây. 1,7 triệu cái máy này. Đấy, có phải là ai cũng bán được không? Có nhiều người không thể bán được máy thoại khẩn ẩn nhá. Nhưng mình vẫn bán được thì mình vẫn cứ mua thôi. Bù trừ đi lại mình làm một con máy như cả công thay màn đến mức làm 300-400 nó ok là tươi luôn đúng không các bạn. Một con máy này ngon. Hiện tại nhà mình đang bán dao động 7 triệu tùy màu sắc rồi. Đây là tôi vít mình chạm vào nhé. Bị rách cái màng đấy. Con này anh ấy còn bảo vẫn còn dùng nguyên phây không? Nguyên phây luôn. Tí mình sẽ test. Thực ra thay màn thì nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng máy đâu các bạn nhé. Có cái màn kém thì nó là kém thôi. Màn này thì không phải là màn xịn các bạn nhé. Mình thấy màn OLED thôi, à màn LCD thôi nhé. Đấy. Đơn giản. Đấy, tháo cái màn ra rất đơn giản nhé. Đóng lại cái này. Mình sẽ nhấc cắp pin cho nó chắc ăn, cho cẩn thận nhé. Đấy. Nhớ cái cắp pin này tránh nó có nguồn điện là tránh chập các bạn nhé. Ở đây một cái màn đây. Mình set quên mất. Đấy. Check cái màn đã nhé. Hôm nay làm vừa quay làm ra đánh ra đấy.
Đấy, hôm trước mình có đăng bán mấy con máy tài khoản ẩn, thì có một số người vào comment vào tài khoản ẩn thì mua làm cái gì. Thì nói thật các bạn này, mình là một người thợ thì tất nhiên mình phải bán được thì mình mới mua, không bỗng dưng tự dưng mình mua về để mình làm đồ chơi cả, đúng không các bạn? Và đối với những ai mà người ta mua về để chơi game, làm YouTube, Facebook hoặc Zalo thì chỉ cần mua những con như này vẫn ok mà. Vẫn dùng Facebook Messenger dùng ok luôn. Phải không các bạn? Còn nói chung mà có nhiều tiền mà mua một con máy ngon thì rất là tuyệt vời rồi. Mua được cả máy mới nó còn ok luôn, rồi rút nhầm cả cáp, không phải cáp pin luôn. Đây. Ví dụ như con này. Đây các bạn nhìn thay màn LCD đấy. Tí nữa mình sẽ so sánh sau. Thì nắp xong mình sẽ so sánh nhá. Bây giờ mình xem qua cái màn, test qua cái màn. Ok các bạn ạ. Đẹp. Được mà. Ok mọi người nhá. Đấy. Tí nữa mình nắp vào mình sẽ so sánh kỹ. Và bây giờ mình tháo ra. Và mình sẽ tắt nguồn máy. Còn ngoài ấy rồi mình tắt nguồn máy đây nhá. Đấy, màn hình sử dụng được tắt được nguồn ngay. Bảo sao cái ông này ông gửi cho mình cũng không cần tắt nguồn. Rất chi là vui luôn đúng không ạ? Thật ra mà nói là nhiều bạn bảo là cái màn với cả như thế này sao lấy công cao đấy. Thật các bạn nhiều khi là mình mua về trước thì thay cho mọi người nó đã hỏng rồi cơ. Mà hỏng như vậy là mình phải chấp nhận, mình không trả được đâu, không mang trả được màn hình các bạn nhé. Thay màn rất đơn giản thôi, các bạn muốn thay các bạn mua về mình gửi cho các bạn. Các bạn có thể tự thay được nhé. Và mình gửi luôn cả tô vít cho các bạn nhé. Bạn tự thay được đấy, nhìn mình tháo hai con ốc ra. Là tháo ra thôi, rất đơn giản. Trên này có ba con ốc thôi. Rất là đơn giản thôi nhé. Đấy, không test phê đi rồi. Tháo ra rồi hỏng phê rồi đấy, ngoan ra. Thực ra hỏng phê thì giờ trừ người ta được bao tiền đâu. Thì do cái máy này là 1,7 triệu thì trừ bao nhiêu được. Mà người ta bảo người ta mua 1,5 triệu rồi. Trừ nữa thì người ta chẳng bán cho luôn. Đấy. Ok, màn này coi như bỏ đi nhá. À, nắp nó vào đây là xong. Số đi bù lại làm vài nít là cũng vẫn cứ là thơm om các bạn nhỉ. Mấy kèo này là kèo thơm hay kèo thối đâu. Chưa biết là kèo thơm hay kèo thối đâu. Nắp xong vào cái là tạch luôn cái Face ID thì thôi là đi luôn đấy. Là cụ đi tranh lặn toát luôn đấy. Okay, này nắp như nào. Nó vướng cái máy quay các bạn ạ. Nó vướng cái máy quay. Các bạn thông cảm. Nó vướng cái máy quay. Lắp vào nhá. Nín thở bóp cò để tránh những tình trạng hỏng phây nhá. Mọi người có nhìn thấy rõ nhỉ?
sẽ để lên đây. Để xa tầm mắt khó gắn nó lắm mọi người ạ. Mình cầm trên tay thì đó. Các cụ ngày xưa là dao sắc không bằng chắc kê, nên quanh đi màn bây giờ đang kéo thơm này kéo thối luôn. Đấy, các bạn tưởng nó dễ đâu, đặt cái máy quay trước mặt này nó vướng. Muốn làm video gửi đến mọi người cho mọi người xem, mọi người có thể tự thay được. Rất là vướng các bạn nhé. Vừa rồi nắp rất là dễ, bởi vì cái cáp mới nó không có cái đường gấp khúc, không ra bao giờ nó bị dư ra. Bao giờ nó phải có cái lép cơ, là cái lép thì nắp vào ngay được. Rồi, nắp xong rồi. Thạch hay không một tí nữa là biết luôn. Thạch phát là tăng kéo thơm thành kéo thúi luôn. Thoạch phát là tối nay ngủ ngoài đường luôn. Tối nay mà ngủ ngoài đường anh em cho xin cái chăn nhá. À cái màn. Người thấy mùi thơm rồi. Người thấy mùi thối. Người thấy mùi thơm. Thế người thấy thơm không? Thơm mày này nhà. Vợ nó đang làm quái quả dưa gì nhỉ? Dưa bở à? Ôi trời trời. À tưởng lại không lên nữa. Còn cái Face ID nữa đây. Mình chưa bóc tem ra vội nhá, mình để thử Face ID tiếp các thứ. Để còn không được còn đem trả màn đúng không? Trả máy và trả màn. Hy vọng là kèo thơm. Chắc là thơm đó. Đặt lại Face ID này, thiết lập. Ui giời ơi, đẹp trai luôn. Ok, tiếp tục. Ok, kèo thơm rồi anh em ạ. Đấy, xong rồi nhá, xong rồi con này thì đấy mình mua cái máy 1.7 triệu. Hai à, con mất thêm 35.000 tiền ship đấy. Cái màn là 1.3 triệu. Mình bán con này 3.5 triệu nhá. Máy bypass không lắp được sim. À này test wifi nè. Không lắp được sim nhá. Đá uể thử wifi càng ghét rồi. Càng ghét rồi nhá, 3.5 triệu. Anh em nào mua về để chơi game này, làm YouTube này, làm TikTok này, đấy, làm bán hàng này thì xin mời đến với con iPhone X rẻ, không có đối thủ này nhá. Đấy. Còn bây giờ là khâu là lắp lốp. Giá này vào. Đấy và giá này là mình tặng kèm phụ kiện cho mọi người đấy nhá. Chứ không phải là không đâu. Đấy. Giá này là giá tặng kèm phụ kiện đó. Được. Các bạn thông cảm nhé. Vì trước mặt mình là cái máy quay camera nên là nó che tầm nhìn. Làm không khéo thì cụ đi chân lạnh toát thì thôi đó. Các bạn lại cười cho thối mũi. Các bạn lại bảo mình là thợ một mùa. Rất là buồn. Đang làm video này mà lại toạch thì tôi đúng là hết nấc luôn đấy các bạn ạ. Hôm trước mua con iPhone 12 mini bán nó 2.8 triệu, vợ nó bảo là lần sau mà tái phạm rồi cho ra ngủ ngoài đường. Hôm sau mua con iPhone 12 mini về may quá. Làm 5 nít ấm bằng phích, vợ cười hơn như sâu luôn, mất tít. Ok anh em nhá. Giờ nắp vào. Rất đơn giản thôi mọi người nhá. Quấy. Ai giả thiệt đấy. Còn hai con ốc này. Cái con ốc này là hai con ốc.
không biết có tháo được hai con ốc này không, chưa nghĩ đến hai con ốc này. À, hai con ốc này không làm sao cả. Hai con ốc này cái kia bị gãy ở chân màn rồi. Không. Bỏ mẹ rồi. Tôi trờn gen luôn rồi. Thằng này nó làm trờn gen luôn rồi. Tôi kèo này chưa chắc đã thơm rồi. Mình phải lo tháo được hai con ốc này ra cơ mà mẹ. Tháo kiểu gì đây. Tắt máy đi cho nó an toàn nhé. Chết rồi, còn hai con ốc nữa này. Cậu này cậu làm trờn gen rồi. Ấn mạnh không kéo. Năm nào bây giờ nhỉ? Họ tham mưu cho mình cho này. Bỏ mẹ rồi. Này có khi mình phải cắt chỗ máy quay này nhá. Tí mình tiếp nối video nhá. Để mình lấy chỗ dao sắc không bằng cắt kê mình làm. Kéo thơm rồi mọi người ạ. Mình mãi mới có thể lấy được cái con ốc này ra này. Xong thành công rồi các bạn nhá. Là kéo thơm rồi đây mọi người này. Bóc hẳn ra trần tình cho mọi người xem luôn này. Đây nhá, cái chỗ bắt ốc của màn mới vẫn còn này. Ốc đấy mất rồi này. Đấy, mất hai cái ốc của mình cạy mất rồi đấy nhá. Ở đây. Đấy. Kéo thơm rồi anh em ạ. Và nó thơm ở chỗ là gì, là mình bán được luôn rồi anh em ạ. Chưa ấy đã bán được luôn rồi. Chưa làm xong nó bán được luôn rồi anh em nhá. Đấy, 3 triệu rưỡi bán được luôn rồi. Nhiều người cứ bảo mình là mua về làm gì. Thì bạn bảo 3 triệu rưỡi iPhone X mua về để chơi game, quay YouTube, làm TikTok. Có há chi, đúng không các bạn? Có há chi đâu mà. Phải không anh em? Đấy. Và cái clip hôm trước mình có ra rồi nha. Cái clip hôm trước mình có ra về 7 Bluetooth có tài khoản ẩn và 6 Bluetooth có tài khoản ẩn. Thì hôm đấy mình có bao nhiêu cây mình cũng bán hết rồi mọi người ạ. Mình cũng bán hết luôn. Vì thực tế ra nó rẻ được rất là nhiều. Thì người dùng ta chấp nhận thôi. Tiền nào thì của đấy. Thuận mua thì vừa bán. Miễn sao máy ẩn, mình nói là máy ẩn là được. Mình công khai với mọi người. Đây. Đây nhá. Đấy, lại chạm vào camera mọi người thông cảm nhá. Mình chỉnh lại cái camera cái nhá. Ok đây. Face ID đầy đủ luôn. Đây, thay màn đây các bạn nhìn này. Mình thay màn nhé, 19110 luôn. 19110 luôn. Đấy, kèo thơm rồi anh em nhé. Đấy, mình mua lại trực tiếp của thợ luôn. Đấy, bạn thấy chưa. Màn xịn đây. Màn linh kiện thay đây. Đấy, giá mềm. Có 1,5 triệu cái màn thôi. Đấy, chẳng khác gì cả. Mua về dùng bắt wifi chơi bình thường. Hay bắt wifi nhá. Hôm nay mình sẽ làm kết nối luôn cho mọi người này. Đấy, có 3 triệu rưỡi vào mình. Con này mình bán luôn rồi mọi người nhá. Chưa làm xong nó có người đặt mua rồi. Đấy. Người thế chứ này. À, ví dụ youtube.com nhá. À nào. Ở youtube đi. youtube.com nhá. Đấy. Web ấm ấm luôn. Ảnh hưởng gì. Đấy, mình Thanh Tú đi. Và kênh của mình đấy. Tú bán lan rồi này. Thanh Tú Store đi. Bạn thấy chưa. Ok luôn. Đấy, âm bầm không ảnh hưởng gì đâu. Dùng làm máy phụ. Chơi game TikTok, YouTube, Zalo, Facebook. Thoải mái anh em nhá. 3 triệu rưỡi và con này mình bán rồi. Ok, cảm ơn anh em theo dõi nhá. Thấy video mình ok thì đừng quên like, share, ủng hộ mình anh em nhá.